điện thoại 0708252799, gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản tiếng kim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua. Đã về đánh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận chỉ nhận cắt, ghép, chỉnh sửa, lọc bỏ âm thanh rè và bán tất cả các loại tiếng kim di cư mới nhất hàng tháng. Anh em xem qua clip này nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh, đăng bạn đăng ký anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển lên. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Anh em cần bản gốc của tiếng kim này mà không bị chèn nhạc vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799, gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em cần bản gốc của tiếng kim này mà không bị chèn nhạc vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799, gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, đã về đánh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận chỉ nhận cắt, ghép, chỉnh sửa, lọc bỏ âm thanh rè và bán tất cả các loại tiếng kim di cư mới nhất theo năm tháng. Clip này nếu thấy hay thì hãy bấm like và đăng ký kênh, đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Anh em cần bản gốc của tiếng kim này mà không bị tiền nhập.